Tổ viên tổ bảo vệ an ninh tử vong khi tham gia chữa cháy rừng ở Quảng Bình. Sáng 7 tháng 8, ông Hoàng Ngọc Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết một tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Bắc Minh Lệ tử vong sau khi tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn. Nạn nhân là ông Hoàng Hữu Thảo, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Bắc Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn. Trước đó, vào lúc 8 giờ 20 ngày 6 tháng 8, người dân phát hiện điểm phát lửa tại khu vực núi Ba U. Thuộc địa phận thôn Minh Tiến, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Minh đã huy động lực lượng, phương tiện và tài sản tham gia hoạt động phòng cháy chữa cháy. Do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, rừng nhiều lá khô và vị trí xảy ra đám cháy ở dốc cao, gần đỉnh núi nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 12 giờ 20, đám cháy mới được dập tắt. Khi nhóm chữa cháy chuẩn bị ra về, lúc này phát hiện không thấy ông Thảo nên đã liên lạc. Ông Thảo sau đó nghe máy và trả lời ông đang đi đường khe để về chỗ tập kết. Sau khi đoàn chữa cháy đã đến bãi tập kết một thời gian nhưng vẫn không thấy ông Thảo, đoàn đã tổ chức tìm kiếm, sau đó phát hiện nạn nhân đã tử vong tại khu vực khe su trên địa bàn. Lực lượng chức năng sau đó đã đến khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Hiện thi thể của người xấu số đã được đưa về nhà để lo hậu sự. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.